Xin chào mọi người, ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn biết đến một cái chú ý mà bạn cần phải biết trong cái quá trình mà mình đi thuê văn phòng để tránh mất quá nhiều thời gian hoặc là có thể mất tiền nữa. Thì có một anh khách hàng có trao đổi lại với mình như thế này. Trong cái quá trình mà anh làm việc với các bạn môi giới và các bạn ấy giới thiệu gửi cho mình các cái thông tin về văn phòng và dẫn mình đi xem văn phòng, và cái thời điểm đó là mình cũng đang rất là cần một cái mặt bằng để có thể setup vào làm việc rồi, cho nên là mình đã quyết định chốt một cái sàn văn phòng tại Trung Kính. Thì sau khi mà đã đặt cọc cho chủ nhà, đã gặp cho chủ nhà rồi thì mình đã quên không đo đạc lại cái diện tích ở bên trong, cho nên là sau khi mà mình đã lên thiết kế, đưa người đến thiết kế thì vô tình cái diện tích nó đang không đúng với cái nhu cầu của mình, nó quá nhỏ so với cái nhu cầu của mình, thì thành ra là không setup và không bố trí theo đúng cái không gian mà mình yêu cầu. Thế cho nên là cái chú ý ở đây là trong cái quá trình mà mình đi xem văn phòng ấy, thì mình cần phải, lúc mà chưa đi xem thì mình cũng đã lên hỏi lại các bạn môi giới, đó chính là em ơi, diện tích sử dụng chính xác ở bên trong là bao nhiêu. Vì khi mà mình thuê văn phòng làm việc thì cái diện tích ở ngoài hành lang, khu vực cầu thang máy, cầu thang bộ thì dường như là một cái không gian bên ngoài. Còn đâu cái phòng diện tích ở bên trong đó chính là các cái không gian để mình bố trí, nào là phòng họp, nào là khu vực tiếp khách hàng, phòng marketing, phòng kế toán hay là phòng giám đốc, hay là phòng làm việc. Thì đấy chính là cái không gian mà mình cần có để có một cái không gian diện tích sử dụng ở bên trong. Cho nên là mình cần chú ý là hỏi rất là chi tiết về cái diện tích sử dụng thực tế ở bên trong cái văn phòng đó trước khi đi xem là như thế nào. Và trong cái quá trình đi xem mình cũng nên có một cái thước đo để mình cũng đo lại, mình kiểm tra lại xem diện tích đấy nó có đúng với cái thực tế mà các bạn ấy đã báo cho mình hay không. Trước khi mà mình quyết định để thuê cái văn phòng đấy thì mình nên kiểm tra lại cái diện tích, nên kiểm tra lại một vài cái điều khoản liên quan đến mặt bằng hiện trạng và sau khi mình thuê và hoàn trả nó như thế nào. Thì đây là một vài cái chú ý mà mình cũng đã gặp phải rất là nhiều anh chị khách hàng có chia sẻ là sai về cái thông tin diện tích, làm mình đi xem rất là mất nhiều thời gian. Và như cái trường hợp một anh khách hàng của mình ở Trung Kính cũng vậy, thậm chí là mất cả tiền cọc. Bởi vì là khi mà đặt cọc xong rồi thì chủ nhà cũng không có trao trả lại về cái tiền cọc đấy nữa. Cũng có nhiều chủ nhà hỗ trợ, nhưng tuy nhiên là cũng do là mình, các bạn môi giới chẳng hạn thế, hoặc là cũng do mình không chủ động trong cái việc đo đạc kiểm tra lại cái diện tích thực tế bên trong.